Tiểu sử Bạch Công Khanh, năm nghệ sĩ lãng tử và tin đồn yêu nam em là thật. Nam em và Bạch Công Khanh vừa chia sẻ những hình ảnh cùng đi trình diễn quảng bá cho phim điện ảnh kinh dị hài Nhà Không Bán ở Bình Dương. Lần này, nam em mặc áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng cực xinh. Điều đáng nói là nam em liên tục đi cùng Bạch Công Khanh. Sau khi đóng chung phim Nhà Không Bán, nam em Bạch Công Khanh liên tục dành cho nhau những cử chỉ hành động thân thiết. Hai người vừa quay xong MV Do You With You, sau đó còn đi quảng bá phim với biểu hiện luôn kè kè bên cạnh nhau, chẳng rời nửa bước. Chính điều này khiến cho tin đồn tình cảm dấy lên liên tục. Điều đáng nói hơn cả là không chỉ lúc quay phim, mà khi đi quảng bá cho Nhà Không Bán, nam em Bạch Công Khanh vẫn chẳng rời nửa bước. Nam em dựa vào người Bạch Công Khanh, nắm tay rồi ôm eo trước mặt đồng nghiệp và khán giả. Dù chẳng biết cặp đôi thân thiết theo kiểu bạn bè hay người yêu, nhưng nhìn loạt cử chỉ này, netizen thật khó lòng không đặt câu hỏi. Mới đây nam em đăng hình ảnh quảng bá phim lên Facebook cá nhân, netizen liền ồ ạt vào gọi tên Bạch Công Khanh. Có khán giả còn đăng ảnh nam em tựa vai ôm ấp Bạch Công Khanh rồi để thuyền nhiệt tình. Trên Facebook của nam em, khán giả dành cho Bạch Công Khanh khá nhiều nhận xét tích cực. Cậu Huy cô Trinh đẹp đôi, lai mạnh cho cặp đôi xuất sắc và tuyệt vời này. Cô Trinh và cậu Huy tươi không cần tưới luôn, vui như Tết là có thật nha. Chúc cô cậu sẽ hợp tác với nhau trong nhiều dự án phim và ca nhạc nữa. Chàng ca sĩ diễn viên MC tiết lộ, bạn diễn của mình khác xa so với hình dung ban đầu. Nam em là cô gái dễ thương, hòa đồng, hài hước với tất cả mọi người trong đoàn phim. Cô là người diễn viên nhiều năng lượng, nhưng thể chất hơi yếu và dễ bị mệt khi đóng các cảnh cao trào. Dù vậy, nam em luôn nỗ lực làm theo yêu cầu, chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường trong các cảnh quay khó. Đòi hỏi diễn viên phải có sức khỏe tốt, như bị kéo lê trên sàn, nhảy giếng giằng co. Tiêu Bạch Công Khanh từng đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ, nhưng luôn bất ngờ trong từng cảnh quay cùng nam em trong phim Nhà Không Bán. Có lần cô đã chủ động xin quay lại cảnh hôn của cặp đôi vì cảm thấy chưa đủ cho nhân vật. Chỉ vì muốn có thể đạt đến độ chính của nhân vật Trinh là giọt nước mắt khi chia tay người yêu, nên cô không ngại đề nghị quay thêm trong lúc mọi người định chuyển góc máy khác. Trước đó cô Trinh nam em có chút bất ngờ với nụ hôn bạo liệt của cậu Huy Bạch Công Khanh dành cho mình. Nam em thú nhận rằng khi nhận vai, cô không biết Bạch Công Khanh là ai nên phải lên mạng tìm hiểu về bạn diễn. Khi chạm mặt ở phim trường, cô từng nghĩ chắc không thể đóng cảnh tình cảm, nhưng sau đó cả hai hợp tác ăn ý như đôi tình nhân từ kiếp trước. Cô nửa đùa nửa thật, cảnh quay với Bạch Công Khanh khó nhất phim Nhà Không Bán bởi vì phải dùng cảm xúc yêu đương. Trong phim tôi phải đón nhận tình cảm từ người có một đôi mắt long lanh nên gặp khó khăn khi xả vai. Sau quá trình làm việc thì cả hai trở thành bạn bè thân thiết do tìm thấy nhiều điểm chung trong âm nhạc điện ảnh. Top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016, quý mến đàn anh vì sự chân thành tử tế và luôn sống chết với nhân vật. Nam em tiết lộ vì quá ám ảnh với mối tình đẹp như ngang trái của Huy và Trinh mà không thể thoát vai suốt thời gian quay phim. Cô cứ luôn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật. Giải pháp của người đẹp là đặt tâm sự vào âm nhạc và từ đó ca khúc Thẫn Thờ ra đời. Sau đó cô còn rủ luôn Bạch Công Khanh song ca cùng với mình. Phim điện ảnh Nhà Không Bán thực sự trở thành khởi đầu của mối duyên trong nghệ thuật của nam em và Bạch Công Khanh. Ở nhiều dự án âm nhạc, phim truyền hình sẽ ra mắt trong thời gian tới. Được biết trước khi bị soi vì có hàng loạt cử chỉ thân mật, nam em và Bạch Công Khanh đều độc thân, không ở trong bất cứ mối quan hệ yêu đương nào. Vậy Bạch Công Khanh là ai? Hãy tìm hiểu về chàng diễn viên điển trai này nhé. Tham gia hoạt động showbiz đã lâu, Bạch Công Khanh dần lột xác trở thành một chàng trai đa tài trong nghệ thuật và có phong cách thời trang năng động và trẻ trung. Diễn viên Bạch Công Khanh nhiều tài nhưng không mấy scandal. Tuy đã có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh phim Việt Nam nhưng vẫn chưa có gì đặc sắc để được biết đến nhiều hơn trong lòng công chúng. Bạch Công Khanh sinh ngày 23 tháng 11 năm 1990. Là nam diễn viên ca sĩ trẻ của showbiz Việt, anh là gương mặt khá ấn tượng đối với nhiều hoạt động nghệ thuật. Được biết Bạch Công Khanh đã từng đoạt giải quán quân gương mặt Tăng Quang mùa 4. Đặc biệt anh được đông đảo người hâm mộ khi nhận vai Xuân trong phim Tiếng Sét Trong Mưa. Sự nghiệp của ca sĩ Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh có niềm đam mê ca hát, âm nhạc khi còn nhỏ. Anh đã tham gia hát khi còn là học sinh sinh viên. Đặc biệt anh từng tham gia tiếng hát học đường năm 2009 và đạt giải nhì. Anh đã từng bước dấn thân vào showbiz. Tuy còn những khó khăn nhưng chàng trai này vẫn nỗ lực hết mình. Anh xây dựng hình tượng của mình để gần gũi với khán giả hơn. Dần dần cái tên Bạch Công Khanh là ai dần được khán giả biết đến. Ngoài sự nghiệp ca hát của mình, anh còn tham gia đóng nhiều bộ phim khác nhau. Có lẽ con đường làm diễn viên của anh khá thuận lợi với nhiều vai diễn nổi tiếng. Những bộ phim Bạch Công Khanh từng đóng như Sư Phận Bị Đánh Cắp, Nước Rút.
Tuy nhiên năm 2011, Bạch Công Khanh bất ngờ rút khỏi showbiz. Nhiều người tiếc nuối khi một chàng trai đa tài lại dừng chân tại đây. Được biết nam ca sĩ dừng lại đột ngột vì lý do cá nhân. Năm 2013, nam ca sĩ đã trở lại với tài năng xuất sắc hơn xưa. Mất hút sau 2 năm, giờ đây chàng trai trẻ đã có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa anh đánh dấu sự quay trở lại của mình với vai diễn trong phim Cạm Bẫy Thị Thành và Trả Giá. Năm 2016, Bạch Công Khanh tham gia Gương Mặt Thân Quen. Với cuộc thi này, anh giành được giải quán quân. Chắc có lẽ đây là dấu ấn khó quên được trong lòng người hâm mộ. Ngoài ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh còn làm MC cho nhiều truyền hình nổi tiếng. Tuy nhiên nhiều người cho rằng anh chưa thực sự phát triển mạnh ở lĩnh vực nào. Bạch Công Khanh là con trai duy nhất trong gia đình. Cha của anh là nhân viên công chức, mẹ anh là thợ làm tóc. Cả gia đình anh đều sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghe tin con trai đăng ký tham gia nhiều chương trình, cha mẹ luôn là người ủng hộ anh. Với cha mẹ, anh chính là sự nỗ lực lớn nhất trong cuộc đời của mình. Bạch Công Khanh có phải là con nuôi của Hoài Linh không? Được biết Bạch Công Khanh và Hoài Linh bị dính scandal, nhiều người cho rằng anh chính là con nuôi của Hoài Linh. Tuy nhiên khi trả lời với báo chí, anh khẳng định mình không phải là con nuôi của Hoài Linh. Anh cho rằng anh Linh thường quan tâm mình như những anh em trong nghề. Hơn nữa Bạch Công Khanh cũng chia sẻ mình đã hâm mộ Hoài Linh từ nhỏ. Do đó khi bước chân vào nghề, gặp và làm việc chung với Hoài Linh chính là sự ưu ái lớn nhất của cuộc đời.